Xin chào anh em, hôm nay lên chia sẻ với anh em về cái thị trường phi điệp lá mít. Phi điệp lá mít cũng là một cái giò rồng mà trong thời gian vừa rồi người ta sưu tầm rất là nhiều. Đấy, người ta hỏi nhau rất nhiều. Những cây mít quá nổi tiếng như cây mít Su Đà Bắc thì không nói rồi. Những cây hot bây giờ có mít sen hồng Hàm Yên mọi người nhé. Một cây của nó hơn triệu. Nó không khác gì năm anh trắng Bảo Duy luôn anh em ạ. Và mít sen hồng Hàm Yên thì là một cái cây được người ta đánh giá rất là cao, bởi vì là nó đẹp và cái bông hoa nó nở ra giống như là một cái bông hoa sen. Bông hoa nó tỏa, nó hướng lên trên mọi người nhé. Những cái cây Su Đà Bắc như này thì 2-3 triệu một cây. Đấy. Còn những cái cây mít khác, ví dụ các bạn xem Facebook có thể để ý đến cái cây mít Đại Lộc của bạn Duy Trung Tuyên Quang. Có những kỳ đến 2-3 triệu, có những kỳ 7-8 triệu, rất là cao tiền. Vậy thì phi điệp phải chăng là phi điệp đột biến đã hết thời? Thì dĩ nhiên là nó vẫn còn giá trị, tuy nhiên là nó đang ở cái mức rất là cao. Đấy, ví dụ những cây trong bộ tứ trụ như là Đại Cát, Cờ Đỏ, Long Khánh, Đôi Mắt Pleiku thì có giá từ hàng chục cho đến hàng vài chục triệu đồng một kỳ, vẫn đang ở mức rất cao. Và bây giờ thị trường thì người ta đang tập trung nhiều hơn đến những cây mít. Cây mít thì cái đặc thù của nó là nó xanh và lá nó rất to, lá nó to đẹp. Đấy, nó mang cái lại cái cảm giác thẩm mỹ rất là tốt, cho nên là người ta chơi mít rất nhiều. Thậm chí có những người mà chơi nguyên một vườn mít. Đấy, chỉ có mít Bà Cụ, mít Văn Sơn ấy, hay là mít Su Đà Bắc. Anh em Hàm Yên Tuyên Quang người ta chơi rất nhiều cái cây mít sen hồng Hàm Yên. Một người cũng khá nổi tiếng là anh Hoàng Công ở Thanh Hóa, Bá Thước. Thì anh ấy có rất nhiều những cái loại mít khác nhau ở Thanh Hóa, và phải nói là anh ấy chăm sóc rất là tốt, cũng như là cái độ ổn định về giá bán mọi người nhé. Thị trường mít đó là một thị trường rất là tiềm năng luôn, rất tiềm năng. Anh em có thể bán cái cây Phú Thọ HO 10-20 nghìn một kỳ không ai mua, nhưng mà mít, ví dụ các bác bán mít khoảng 2-30 nghìn là rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền mua. Cho nên đánh giá ở trong thời điểm hiện tại cũng như là sắp tới 1-2 năm thì mít vẫn là, nó vẫn giữ được cái giá trị ổn định của nó mọi người nhé. Thậm chí những cái dòng mít cao cấp như mình vừa nói, ví dụ như cây mít sen hồng Hàm Yên, hoặc là cây mít đây là cây mít Su Đà Bắc, có giá còn đắt hơn cả năm anh trắng Bảo Duy, mà một thời nó cũng chả được ai để ý đến. Một bạn rất nổi tiếng ở Tuyên Quang là bạn Tạ Quyên. Tạ Quyên thì có những thời điểm mà bạn ấy mang 80 triệu để đi mua một chậu mít Su Đà Bắc. Thì các bác hiểu là cái cây mít Su và những cái cây mít đẹp khác nó vẫn giữ được cái giá trị của nó anh em nhé. Và thị trường bây giờ người ta lại ưu tiên hơn những cái loại như vậy. Đấy. Bởi vì năm canh trắng thường nó đã bão hòa và nó đã rất là nhiều. Cái thời ai cũng săn tìm, cho nên là vườn nào có thể có một vài kỳ, một vài chậu. Đúng không? Ví dụ như là hỏi vườn em có Phú Thọ HO không thì dĩ nhiên là có, nhưng hỏi đến sen hồng Hàm Yên, hỏi đến Su Đà Bắc chưa chắc đã có. Thì thị trường mít vẫn là một thị trường ổn định và có thể sinh lợi được mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.